Bạn đã muốn tìm Ark Free Fire, Ark Roblox thử vận may uy tín chất lượng? Ghé ngay realgi.net, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Realgi với mình. Và hôm nay thì theo yêu cầu một số bạn, mình sẽ làm xếp hạng top 10 trang phục selected, đấy, trang phục đặc biệt ở trong cái trend cộng ấy anh em. Ok, bởi vì là nó mới có đầy đủ 10 trang phục nên hôm nay mình sẽ làm xếp hạng luôn. Và ở vị trí thấp nhất thì đó sẽ là bộ đồ ông hoàng kim xà. Nói chung là bộ này theo tôi đánh giá là anh em không nên mua. Đấy, lý do vì sao anh em không nên mua là vì nó chả có gì đặc biệt cả. Hồi trước tôi còn không biết là bộ này nó nằm trong cái nhóm selected, nằm trong cái nhóm đồ gọi là hiếm cơ. Cái độ selected này thì một năm nó mới bán lại một lần. Và tôi thề là cái bộ này có bán lại, ma nó mua. Đấy, ma nó mua luôn. Cái bộ này nó sẽ có hình con rắn chạy từ đằng sau đằng trước hết. Đấy, chả có thêm một cái hiệu ứng gì. Đấy, tự nhiên bỏ tiền nó mua bộ này nó phí. Thế bộ này nói thật với anh em là người ta mua chỉ để lấy 100 điểm ở trong bộ sưu tập thôi, chứ còn nói thật mua chả mấy ai mặc. Đấy, không thấy ai mặc bộ này cả. Tôi thấy như có mỗi tôi mặc bộ này hay sao ấy. Ok, thì đó là bộ đồ đầu tiên nằm trong cái nhóm thấp nhất. Bộ đồ thứ hai thì là cái bộ đồ mà có cái tia sét đằng sau lưng này. Bộ đồ này thì tôi nói thật với anh em là nói chung là nó cũng hơi khó mặc. Đấy, cái bộ đồ dân chơi này trông nó cũng hơi khó mặc anh em ạ. Đấy, bộ đồ này thì sau khi mà nó công bố ấy, nó cũng có một đợt nó cũng khá hot, tại vì nó là một trong những bộ đồ đầu tiên nằm trong nhóm selected. Đấy, nhưng mà bộ này có một vấn đề, đấy là nó hơi cồng kềnh. Vào trong game thì nó hơi lòe lòe, tí ăn ai mặc bộ đồ xong rồi sáng sáng kiểu neon phải không? Đấy, xong rồi đằng sau lưng có quả tia sét anh em ạ, và có quả biểu tượng của Free Fire hình con dao ấy. Đấy, nhưng mà là tia sét bắn nhau rồi nó sẽ có tia sét lấp lánh, nhưng mà hiệu ứng nó cũng không phải có đẹp lắm. Đấy, hiệu ứng nó cũng rất là bình thường, nhưng cô Hường ngồi cổng trường mà trông nó lại còn hơi bị cồng kềnh và cái tóc nó nhìn không còn đẹp nữa. Đấy, thế nên tôi nghĩ là bộ này bán lại không giòn thật sự. Đấy, một năm nữa bán lại bộ này không giòn đâu. Đó, đó là ở vị trí top 3. Đấy, và ở vị trí top 9, ở vị trí top 8 thì chúng ta sẽ có đó là bộ đồ ca sĩ hip hop. Đấy, bộ đồ này ra méo ai nhớ luôn. Bộ này cũng là một trong bộ mà kiểu người ta nghĩ đây là bộ đồ kiểu trang phục bình thường chứ không phải thuộc nhóm selected. Bộ này có một cái hiệu ứng là khi mà chúng ta nhảy qua nhảy lại cửa sổ ấy thì nó sẽ có một số cái hiệu ứng gạch gạch. Thực ra ở bên Anna và FIFA cũng biết là bộ này nó cũng không đặc biệt đấy, thế nên là bộ này cũng chỉ được 100 điểm thương hiệu thôi. Đấy, bộ này bộ ca sĩ hip hop nha anh em nhé. Bộ này thề với anh em mua trông nó hết sức bình thường ấy. Đấy, so với một số bộ đồ mà không phải nằm trong nhóm selected, không phải bộ đồ trong bộ sưu tập ấy, nó thậm chí là bộ này trông còn xấu hơn cơ. Thật, mấy cái bộ đồ trong thẻ vô cực trông còn đẹp hơn. Nên là cái bộ này xa tôi cũng thấy hơi khó hiểu, và nó cũng chỉ có mỗi hiệu ứng hình cái nhịp điệu ở đằng sau lưng thôi. Đấy, nhịp tim và hiệu ứng nhịp tim sau lưng, và thi thoảng nhảy qua cửa sổ nó thêm mấy cái hiệu ứng gạch gạch, trông nó cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Đấy, trông hết sức là bình thường, như cô Hường ngồi cổng trường bán nước đường và đêm nào cũng ngủ trên giường với chú Cường thôi. Đấy, hết sức bình thường nha anh em nhá. Đấy, nhưng mà tiếp theo chúng ta sẽ đến với bộ đồ vị trí top 7, đó là bộ gọi là siêu trộm neon. Bộ này thì thật ra thì tôi cũng không biết gọi bộ này nó xấu nó đẹp nữa. Một số anh em rất thích cái bộ này. Đấy, một số anh em mình cho rằng là bộ này rất là ok la, nhưng một số anh em thì lại bảo bộ này xấu vậy trưởng. Bộ này nhiều khi anh em bảo là mặc bộ đồ đạo trích bình thường cho mà đẹp hơn. Còn bộ đạo trích neon, siêu trộm neon này thì nó kiểu thứ nhất là cái hiệu ứng của nó thì cũng không mấy khi mình nhìn thấy. Hiệu ứng của nó tức là cái mặt đằng trước nó sẽ có hình tia sét sét, xong rồi mặt nó sẽ hóa màu đen. Nhưng mà các bạn là chúng ta nhìn nhân vật chúng ta thì toàn nhìn đằng sau lưng. Đấy, chúng ta toàn nhìn đằng sau lưng, nên có mấy ai nhìn đằng trước đâu. Chính vì là không ai nhìn đằng trước nên là chả ai quan tâm về cái hiệu ứng của bộ này cả. Và thỉnh thoảng đôi khi nó đổi màu, nhiều anh em bảo cho nó mất tập trung. Và cái hiệu ứng kiểu có cái dấu chấm than trên đầu kiểu hạ gục đối phương kiểu nó cũng không đáng chú ý cho lắm. Đấy, bộ này trông nó vui vui thôi. Chúng ta cùng nhau đến vị trí top 6, chúng ta sẽ có bộ game thủ chuyên nghiệp. Bộ này đẹp. Bộ này tôi phải nói với anh em nó đẹp, nó chỉ thua những bộ ở trên thôi, nhưng công nhận là bộ này là một trong số hiếm các bộ đồ mà thứ nhất là các cái đồ nó trông đều đẹp, thứ hai hiệu ứng nó trông rất là ổn. Hiệu ứng nó như kiểu là chúng ta đang di chuyển ở trong một cái gọi là cái tôi không biết gọi cái làn gió công nghệ ấy, và một cái gì đấy. Đấy, nó mà di chuyển nó có những cái tia sáng sau lưng, trông cái hiệu ứng cái giày trông khá đẹp. Và bộ này căn bản là khi nếu anh em mà tách ra thì cái mũ và cái áo và cái giày thì phối đồ lẻ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, thì phải nói rằng là bộ này đấy, đến cái bộ game thủ chuyên nghiệp này bán mới gọi là đáng tiền này. Đấy, bộ này lúc mà tôi nhìn thấy vào tôi mua luôn. Và bộ này thì nó có hiệu ứng hồi máu nữa, khi mà chúng ta hồi máu nó sẽ có những cái dấu cộng nó bay ở xung quanh người, thì cũng khá là xịn sò con bò.
Đấy thì cái này cũng là một trong những cái mà cá nhân tôi đánh giá là rất là ok la. Bộ này nếu mà có bán lại thì anh em nên mua. Đấy, anh em nên mua, giá bộ này hồi mua không phải quá đắt. Đấy, nói chung là đắt hơn nhưng mà nó vẫn đắt hơn những tai nghe đến từ Riaki Store. Ở đây nó bán rất nhiều mẫu tai nghe cách âm chống ồn. Tai nghe giúp ta chơi Free Fire, chơi Liên Quân, chơi các tựa game di động nó ok hơn. Mấy ngày đó khi mua bất kỳ một tai nghe nào, anh em sẽ được nhận ngay đó là một mã giảm giá đặc biệt, mua một quà tản nhiệt tặng ngay, bao tay memo kéo tâm vớt đầu hết nước chấm, đường link tham khảo mình để trong phần mô tả dưới phần comment của video này nha anh em. Hoặc anh em có thể vào thẳng Riaki Store Hunter trên Shopee để có thể hút cho mình đó là một bộ tai nghe nhá, hết nước chấm luôn. Ở vị trí top 5 ta sẽ có đó là bộ khủng long họa sĩ. Bộ này thật ra là nó hơi cồng kềnh tí nhưng nó lại khá đặc biệt. Đầu tiên là nó ra mắt vào ngày 1 tháng 4 năm 2022. Thì cái bộ đấy lúc mà nó ra mắt ấy, nó cũng gây được tiếng vang khá lớn vì trông nó rất đặc biệt, trông nó như kiểu nó vẽ ra chứ không phải là bộ trang phục bình thường. Thứ hai nữa là hiệu ứng nó rất là nhiều. Đây là một trong bộ selected mà hiệu ứng của nó nhiều nhất luôn. Đấy, ví dụ như là nó sẽ có hiệu ứng mọc ra đôi cánh này, hiệu ứng hình con khủng long phun lửa đằng sau lưng này, hiệu ứng mà khi mà chạy nó tạo ra những cái vệt khói này, con này rất nhiều hiệu ứng luôn. Đấy, thật sự thế, con này nó mọc ra hai cánh nhìn bé bé nhìn yêu vãi vẽ trưởng luôn. Thì cái bộ này lúc mà nó ra mắt nó khá hot. Bộ này thì mỗi tội nó kho là áo liền quần. Thứ nhất nó không thể phối được đồ với ai, không phối bộ bất kỳ độ nào. Thứ hai là nó hơi to. Đấy, thứ ba là một số cái ứng nó lúc hiển thị lúc thì không, hơi nó không được đồng đều cho lắm. Nhưng về cơ bản bộ này không thể nào mà chê vào đâu được. Đấy, quá tuyệt vời. Và chỉ có cái là không phối được đồ nên nó hơi bị a đuổi một tí thôi. Ở vị trí top 4 chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bộ đồ cổ ngữ. Bộ đồ này thì ra mắt cùng với cái đợt mật thư cổ ngữ. Bộ này là một trong bộ đầu tiên mà cái trang phục nó sẽ có những sự biến đổi khi mà chúng ta thực hiện được cái hiệu ứng của nó di chuyển hạ gục đối phương. Thì ở trên cái thân của nhân vật của chúng ta ấy, thi thoảng nó sẽ đổi màu con nhân vật đi. Đấy, nhìn rất là đẹp, kiểu như là khi mà chúng ta di chuyển được một khoảng thời gian giao tranh các kiểu ấy thì cái bộ trang phục này nó sẽ cháy lên. Đấy, tôi phải công nhận là cái bộ này tuy là nó hơi kén người dùng. Đấy, kiểu nó hết nước chấm luôn, kiểu như đang ở lửa đen phát hiện nó cháy sáng lên. Đấy, cái nhân vật chúng ta nó cháy sáng lên, thực sự nó rất là đẹp. Đấy, thực sự bộ này về mặt ý tưởng của cái bộ trang phục này cá nhân tôi đánh giá rất đẹp. Có điều là kiểu cái phong cách này nó hơi người lớn, đâm ra kiểu anh em cũng hơi khó tưởng tượng. Đấy, cái phong cách của nó hơi kiểu nó dành cho bạn mà kiểu trưởng thành, thích kiểu phong cách dị. Đấy, tu luyện, tiên hiệp các kiểu này là trông nó hơi khó để cho ta tưởng tượng ra thôi, chứ còn tôi nghĩ là bộ này đẹp. Đấy, tôi nghĩ là bộ này là một trong bộ đồ rất là đẹp trong Anna Free Fire. Ở vị trí tiếp theo thì chắc là anh em đã đoán ra rồi, nó sẽ là bộ độc lang băng giá. Thì bộ này thì nói thật là cái bộ đồ gốc của bộ độc lang băng giá này ấy, thì nó không phải là quá đặc biệt, nhưng cái quan trọng là nó lại đi kèm với một cái chuyển động cho hóa thành con sói băng thì nó lại đẹp vãi trưởng. Ngoài con sói băng nó đẹp hết nước chấm, không thể nào mà chê vào đâu được, đẹp nó phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời, ôi rồi ôi luôn, mà nó gọi là đỉnh của chóp luôn. Hóa anh con sói trông bố đời hẳn. Hóa sói trông bố đời hẳn. Không biết là trong tương lai còn bộ selected nào mà có biến hình hay không, có biến hình đẹp như con sói này hay không. Đấy, cái bộ độc lang băng giá này coi như anh em mua một bộ được hai bộ. Đấy, mua một bộ được hai bộ và về sau ấy chúng ta mang theo cái chuyển động của độc lang băng giá này ấy, thì anh em sẽ có thể gọi là hóa được, cho dù anh em đang mặc bất kỳ trang phục gì anh em đều có thể hóa thành con sói băng hết. Đấy, cái tôi nghĩ là đây là bộ đồ mà nó thể sáng tạo rất là hay đến từ Anna Free Fire, xịn sò con bò thật sự. Đấy, bộ này nhiều anh em nhiều khi còn cho lên vị trí top 1 cơ. Đấy, mà bộ này đơn ra mắt đánh giá server Việt Nam hơi chát. Đấy, hơi chát tí, không biết anh em có nhận được chưa. Ok, bộ tiếp theo là bộ ở vị trí top 2 sẽ là bộ rap trap hầm mố. Bộ này đỉnh phết đấy, bộ này đang chạy thì áo biến mất. Đấy, đang chạy cởi trần nó luôn, đỉnh của chóp. Đấy, các bạn nữ chắc chắn là rất thích cái bộ này. Và anh chàng cơ bắp đang chạy phát áo biến mất. Đấy, bắn nhau lúc áo lại quay trở lại, chất vãi nồi thật sự. Bộ này chưa bán sơ Việt Nam, không biết lý do vì sao, nhưng các server khai họ đều là bán vào cái giai đoạn sinh nhật 6 tuổi Free Fire. Đấy, tại vì cái bộ này nó nằm trong cái bộ trap sinh nhật 6 tuổi mà. Chả biết lý do vì sao bên Anna bảo thôi, tao nghĩ là bán cho chúng mày cũng không đủ tiền để mua đâu, nên quyết định là sẽ delay lại. Delay tận bây giờ thì vẫn chưa được ra thấy ra cái bộ selected này. Bộ này cá nhân tôi ra đỉnh và cái hiệu ứng đằng sau lưng rất là đẹp. Đấy, khi mà lột áo ra cái hiệu ứng đằng sau lưng nó cháy sáng lên hình cái đầu lâu, chất vãi nồi luôn. Thì chiếc bộ này ngon. Đấy, anh em nếu như ra ở server Việt Nam thì tôi nghĩ là giá nó cũng sẽ không quá rẻ đâu. Đấy, thế nên nếu mà anh em nào mà muốn mua cái bộ này
thì anh em sẽ phải để tiền. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau đến với trang phục mới nhất trong FIFA, đó là họa điểu thích khách. Trang phục này chắc chắn đứng vị trí số 1 rồi. Nhìn cái phong cách kiếm hiệp, tiên hiệp như thế này không đứng thứ nhất thì còn đứng thứ mấy. Thứ nhất nó là hình dạng vẽ tranh. Đấy, nó là theo kiểu vẽ tranh, tức là cái làm cái trang phục này nó đã khó rồi, nó kiểu ứng mực tàu trông rất là thích mắt. Đấy, thứ ba là nhìn trông nó đẹp và nó oai. Đấy, các mấy nhân vật kia chúng ta cứ lộ mặt ra mà trông không được oai, nhưng mà phải công nhận là con này nó đeo mỗi cái mặt nạ trắng mà nhìn trông một cuốn thật sự. Đấy, sát thủ vô diện, họa điểu thích khách chuẩn luôn cho anh em. Thì bộ này tôi nghĩ là về server Việt Nam thì chắc là đắt. Đấy, hôm qua rồi đấy, bên server Sinh thì nó khoảng 100.000. Đấy, thì về server Việt Nam thì nó sẽ phải đắt hơn. Đấy, đơn giản như thế. Rồi nhìn trông hết nước chấm luôn. Đấy, kết hợp với keo kiểm các kiểu súng xiềng các thứ đến từ gọi là FIFA, gọi là quá đẹp, không thể nào mà chê vào đâu được. Ok, thì đó xếp hạng top 10 những trang phục ở trong nhóm Selected, những trang phục thuộc dạng rất hiếm trong Gala FIFA. Không biết anh em có muốn thay đổi gì ở vị trí của các cái mục ở trong cái video này thì hãy comment ở phía dưới nhá. Đừng quên like, subscribe kênh của Riaki. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.